Everyone, hello, grade 4 student. Welcome back to practice English with me again. Today we learn English in grade 4, asking questions with what and what's plus be. Bạn xuất đây, nhẹ thằng học ni, bạn xuất đây, bạn ổn tại bốn, xung xua cung, chụp đô ca, tập lọc một riêng. Chúng mươi nâng chung xa chị thầm mây một đoàn tiết, thầy này dân viên làm vì ca sư xung nuôi chung mươi của vọt. ជាមួយអ្វីឬអ្វីបូកនឹង B. Okay. ចឹងមេរៀននេះគឺយើងចែកចេញជាពីរទម្រង់គឺទម្រង់អាចក៏វចនៈនាមដែលយើងថា things you learn ហើយនិងទម្រង់ពហុវចនៈនាមដែលយើងថា Okay, bây giờ chúng ta đang thả tán đi chị với những ai xưa thả What is this? Tán đi cư chỉ Vậy Cảm ơn kì prang xin mùa What is this? Dương dọt this is một loại đài This is a book Ní cư chỉ sự thơ một bà Lấy ba sự thơ nè một bà nâng Nên bình nâu chân ngay Dương prang xin mùa dân Mình dân sự thơ nè chân ngay Chính dương prang xin mùa xe điện Vì dương prang xin mùa thả What is that? Tán đi cư chỉ vậy ហើយបើនៅបើសិនជាយកដែតមកសួរយើងនឹងឆ្លើយវិញដែតដែរ That is a book នោះគឺជាសៀវភៅមួយក្បាលបាទហើយសម្រាប់បងជាឆ្ងាយហើយរបស់ដែលមានតែមួយជួបបងសម្រាប់របស់មួយនៅច្រើនប៉ុន្តែនៅក្បែរយើងហើយយើងជួបទម្រង់ទៀតគឺទូរ៉ូអូខេឥឡូវយើងមើលឃើញសៀវភៅរហូតដល់ទៅ 3ទាំងនេះគឺជាវ័យអញ្ចឹងកណ្ណាប្រវត្តិកណ្ណាបរបស់មានច្រើនគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយ A ហើយណាប្រើជាមួយ E ទេ This are books ទាំងនេះគឺជាសៀវភៅបាទយើងត្រូវចាំថាបើកណ្ណាប្រើជាមួយ A មានយើងត្រូវថែម S ឬក៏ E E I បាទយើងរៀនហើយណាតែជួបបើសិនជាសៀវភៅចំនួនច្រើនហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីយើងបាទនេះនេះនៅឆ្ងាយពីយើង យើងដាក់សំណួរថាម៉េចយើងប្រើសំណួរ What are these the dial mean any អត់ទេ No ណាយើងឆេងនេះដែរយើងសួរសំណួរថា What are those តើទាំងនោះគឺជាអ្វី Those are books ទាំងនោះគឺជាសៀវភៅអូខេយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់បានខ្លះៗឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនអូខេ Number 6, asking question with what and what plus B. What is this? Okay, you can open your book, turn to page 128. Bạn, nè, bác sắp hờ bỏ dưỡng, tờ tùm bò tì mùi rối mùi phay bạm bày nè. Asking question, mà này ca xua sầm nụ nè. Viết nâng chỉ mùi, what nâng ở vấy, and what plus B. Chỉ mùi nâng ở vấy, bốc chỉ mùi nâng B, ủ tì hó. What is this? Ta ni cư chỉ vậy, ok? Contraction, và contraction ca bằng room nế. Chính chính anh bằng room này clay mọt đáy, đại vì sao chân bỏ ra tế kia cho chặt cái clay. Đó, what is, chính anh bằng room thả, what's. Ô thó, được xin mua để xua thả, what is this? Chính anh bằng room mọt thấm, what's this? Ta ni cư chỉ vậy. Xem rắp xin mua who? Who is the guy who from the who's? But who is that girl? The guy from room with them. Who's that girl? Tang. Mình sẽ đây mình nói cái gì này này. Giống giống trai trai miền ca trong trăm mùa gì này nhé. What things? Và what cứ cái sự đáp xuống thì được thục nhé. Hai chân này mới thích được. Is things you learn now? Cái đặt is hay cái đặt ឯកវចនៈនាមនេះថាអ៊ីហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងឯកវចនៈនាម A plural A គឺសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងពហុវចនៈនាមអញ្ចឹង E និង A បកប្រែថាគឺជានៅដូចគ្នាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែ A នេះសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងនាមដែលមានច្រើនចាប់ពី 2 ឡើងទៅដែលយើងហៅថាវចនៈហើយមួយទៀត Who people Và hú cơ xung đập xuống tìm nụ Chứng thường nghĩ dừng chạy chạy đạch
bỏ để nơi chết cái đấy nơi chết ngay cái đấy bà xin chỉ dân chân xuống vì thổ của dân phá quát hay bà xin chỉ dân chân xuống vì nốt dân phá khu. Ok, ta dân to miền của dân phá example. Ok, là dân riêng của dân phá khu. Number one, what is the tani kuchi away? It is a cat. Vì cứ chỉ chma mùi. Và trên cái đó phát xin what is the cứ bởi thay chma nó mới bài. Hay phát chỉ mùi ý để xa thì chma nó mình tầng mùi. Nhưng xua vì mùi nô. Number two, who is that girl? Ta mình xảy nó cứ chìa nè nà. Vì vậy kì ạ phá vọt tê. Vì kì phá phá khu và phá khu xong lập xua vì mùi nô nè. Ok, that is a girl. That is Rina. Nó cứ chia rì Rina. Nên cả nà kì dục that mà xua dừng chạy that tại vì nhìn mến kì xua that dừng dọc this mà xua mà chạy đi nè. Ok, number 3, what are those? Ta tiền nó cứ chia vầy. Cái đó things bà vật thổ. They carrots. Bộ kế cứ chia cà rọt. Cái lấy nhìn chạy anh chân của bạn. Vẫn tới bà do là ổ dừng bạch đã đi à thế. Một bài biệt đi à nó cái lấy nhìn. Bà xin kì xuống those chân chốt those mà chạy bình nhìn. Those are carrots. Tiếng nó cứ chia cả cà rọt. Number 4, who are they? Ta bộ kế cứ chia nè nè. Who are they? Cứ xuống rập xuống bình một nộp nè. Who? Bà they my friends. Mọi việc đi à nè. Mọi việc thật đi à my friend. Ok, cứ chi mật phía là bọc nhuận. Number 5, what is these things? Và what is this thì cứ xong rập xuống phí vật thổ. Hai chân này nằm lịch vào mối. Number 6, who is that? Thì đã girl. Và cái này như cứ xong rập xuống phí vật nục nè. Ta nốt cứ chi à. Ok, chúng ta ăn là ăn là người ta học ní. Ok, read again. One, what is this? It is a cat. Number two, who is that girl? That is Rina. Three, what are those things? They're carrots. Number four, who are they? They're my friends. Five, what is these things? Number six, who is that girl? Okay, continue our lesson all together. Double coming in of me. Number seven, who are those things? By some rap su and beam hook that was hook chan hay nang chingai. Eight, who are they people? Và xin rập xua vì mình nụ của tên mình được trải. Ok, activity và lời dừng mơ vì mình sẽ cảm thấy ăn vọt. 1. Complete the sentences below with what, who, is, and. Bạn bấm pin là bác kháng krom chứ mình đừng bị ở đây nè. Nè, cứ, và cứ đổi khí nè. Ok, listen to A cái đó. Her favorite sport. Cây lá đã chỉ nâng yên trường chặt chính đã xin mua thầm. Ok, what is her favorite sport? Ta cây lá ở vấy đã nâng trường chặt. B, she likes to play football. Nâng trường chặt lên bà toàn. Bà hãy đấy cái này nâng like đã ask đời xa tế. Rõ kể giả sắp đại pra chứ mươi nâng bỏ rõ tị bay. He, she, it, được coi chứ mươi nâng mà nè. Còn nâng bà xa ổng lê cứ dương trời tại pra chứ mươi nâng. Là dừng từ thèm e rồi có ý ý e. Ok, là dừng mơ là bác tỷ pi cái đó cho cái đó who your friends mất rồi bỏ nè hai cái đó xâm nuốt ở trong lái cái đó là Rida and Ben are my friends dừng xua thầm mạch okay, dừng xua thầm who are your friends ta nè ná cứ chia mất phía rồi bỏ nè. Ok, Rida and Ben are my friends. Rida nâng mật hiệu rồi bọc nâng bén cơ chứ mật hiệu rồi bọc nhầm. Hãy nhớ xong nuôi kì đã đẹp. Chúng việc mạnh.
Bởi dân xuống phim luôn rồi nhé. Who is that? Tân tôi chưa định nấy. Ok, chứ còn ăn là người thế. Tôi có to tôi mới đi những câu đó. Section E. E. That that is my English teacher. Mà nó cứ chia kru bằng riêng phía xa ông lê rồi nhóm. Ok. And continue. Cái đặt cho cái đặt his name. Cái đặt ta chmua rồi ta chừng đại kê cái này. Cái đặt chmua rồi bỏ quạt chừng đại kê. What is his name? Và ta quạt chmua vầy. Of my math teacher name is Nice. Được cứu cái đơn chìa rồi bỏ nhóm chmua rồi bỏ quạt cứ Nice. Okay, number two. Complete the sentence below with am is are plus not. Và khi ai dừng một bình là bạc hàng cọm chỉ mùi nâng am is are nó bỏ ra thật cư chỉ lấy hay bụng not tiệt nữa. Ok, A. Phnom Penh đặt cho hay đặt là country. Ok. Chân Phnom Penh is not a city. Và Phnom Penh mình men chia bỏ tế tế nè. Và B. Phnom Penh is a city. Và Phnom Penh cứ chỉ tí trọng. Number C. Ducks are birds. Và tí cứ chỉ bạ xây. But cows are not birds. Còn tại cũng mê cố mình men chỉ xây tế. Ok, D. Dogs are animals. Và cái cứ chỉ sắp bí thì hẳn ạ. E. I am at home. Nhóm nở tia. Và chứng dừng thêm nè. Là này cái lệnh đó đi. Em nọ nó. I am not at school. Nhóm mình mẹ nơi xả lạ riêng tê. Ok, mời nhá chùm lại rồi bỏ dương. Ở bỏ dương từng ọc ní. Bà xin cầm thả trầm trở. Ok, dừng ăn lần về dừng ọc ní. What is sorry, that is my English teacher. What is his name? Of my math teacher name is Nice. Number two, complete the sentences below with am, is, are, plus not. A. Phnom Penh is not a country. B. Phnom Penh is a city. C. Ducks are birds, but cows are not birds. D. Dogs are animals. E. I am at home. F. I am not at school. Okay, thank you for your practice English with me today. English grade 4 is finished. Thank you for your support to me. For the next video, we will study English in grade 5. Goodbye, see you later.